Mừng của chú anh chị xem kênh ạ. À, hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị một cái dòng nhãn xưa là quả cũ luôn của chú anh chị, nhưng mà ăn thì cực kỳ là ngọt, cực kỳ là thơm, rất là dễ tồng và không có hiện tượng bị trơ rồng. Đó chính là nhãn gì đây của chú anh chị? Đó, qua màn ảnh của chú anh chị có thấy cái nhãn gì không ạ? Dạ, thời chắc 9x ta đi thì chắc chắn biết rồi. Dạ, xin thưa đó là nhãn long xưa của chú anh chị, rất là thơm chú anh chị, thấy rất là to bự, rất là thơm. Dạ đây, nó cho chú anh chị chiêm ngắm đây, nó cực kỳ luôn. Đó, này là những cái cây nhãn của cậu em được trồng ở ngoài bờ khoảng hơn 10 năm rồi, nay cậu bứng giờ vô gần nhà nè chú anh chị, rất là đẹp luôn, nó tái được chú anh chị. Dòng này ưu điểm là tự ra hoa, tự đậu tái nha chú anh chị. Đó đây, nó đậu thấy thương lắm chú anh chị, nó biết bỏ cái điều ghê của chú anh chị, nó tự phân chia đậu điều ghê không? Đó, cho chú anh chị chiêm ngắm đây. Đó. Đó, cho chú anh chị chiêm ngắm đây. Đó, và đặc biệt ở đây là chú anh chị thấy không, đây là những cái vết nó bị gọi là bị nôm na là bị tóc da, nhưng mà nó làm như nó quá đá luôn, nó cứng luôn của chú anh chị, và nó đang kéo lại được chú anh chị. Đó, cho chú anh chị chiêm ngắm đây. Đó, cực kỳ là xinh không. À, đây là những cái chùm nhãn đây. Đó. Đó, cho chú anh chị chùm ngắm đây. À, thấy vậy đó chú anh chị, nó sống hoài, sống mãi, nó liền da rồi nó sống hoài luôn chú anh chị. Ngộ vậy. Cho chú anh chị chùm ngắm đây. Những cái tái như vậy nè chú anh chị là chưa chín nha. Những cái tái như vậy nè của chú anh chị ăn thì còn lớp cơm nó còn rất là mỏng nha chú anh chị, miễn mà nó vàng mà dầm ươm luôn á, vậy nè lên móc móc như nào chú anh chị, nó của chú anh chị ăn nó mới nè, như nè là của chú anh chị ăn mới cảm nhận là nó ngọt, còn nó cơm nhiều. Những như vậy ăn thì nó chưa chín nha. Dạ, ăn thì nó hột nó bự lắm mà nó không có cơm luôn. Không phải em nói nhận định chứ, thị trường nhãn từ xưa đến nay chỉ có hàng dòng long nhãn là ăn là em cảm nhận là nó ngọt nhất là trong các dòng nhãn luôn chú anh chị, cực kỳ. Mà nó nhược điểm cái của chú anh chị biết sao mà học nó hơi bự chứ không gì á, nhưng mà khắc phục được hiện tượng đó, bên em có cung cấp cho chú anh chị là nhãn long tiêu, mà cũng dòng họ của nhãn long này luôn nha chú anh chị. Nó cho chú anh chị chim ngắm đây. Hôm nay em giới thiệu để cung cấp cho chú anh chị là nhãn long xưa và nhãn long tiêu. Nó hiện tại long tiêu bên em đang trái hàng, long xưa thì bên em còn hàng. Nó cho chú anh chị biết cái thông tin. Đó, yêu thích và đam mê xin liên hệ bên em. Đó, rất là dễ tồng, dễ chăm của chú anh chị. Đó, những cái chùm nhãn đây của chú anh chị rất là chịu quả luôn. Đó, thơm thì nực nồng luôn. Ôi ôi, cho chú anh chị chim ngắm đây. Đây là những cái cây mà của cậu em bứng ngoài bờ vô đây của chú anh chị. Đó, đây là những cái đất bãi nè, cậu tủ vô nè chú anh chị thấy không ạ, cực kỳ là xinh luôn. Đó, thì nếu chú anh chị thấy không, những cái tái mình thu hoạch rồi, cái mạnh dạng cắt bỏ vô cùi như vậy, nó cùi như vậy hiện tại như vậy đi, nó chú anh chị mình dạng bấm bỏ vô giùm em. Đó, nó sau này nó mới ra được vài đọt nữa, vài vài chùm. Đó, nó cho chú anh chị chim ngắm đây. Dạ, có yêu thích thì xin liên hệ với em, chân thành cảm ơn.